Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái Cây nỏ thi đấu này Thuộc dạng hàng cực chuẩn luôn nhé Và từ lúc mình lấy về đến giờ là Vẫn buộc cái dây cao su ở kia để Trong quá trình về các bạn là có thể mắc lên dây luôn Và có thể là thi đấu luôn Chứ các bạn đừng có xoắn dây nhé Xoắn dây và nó sẽ không được chuẩn nữa đâu các bạn uh, cứ như thế này là mắc lên dây luôn thôi nó như nào thì mình cứ như thế tại vì như như này nó đã chỉnh rất là chuẩn rồi đấy thì các bạn chỉ cần mắc cái dây này lên trên này là là thi đấu luôn thôi đây là một cây uh, thi đấu của chú thuận làm nhá các bạn nhìn thấy cánh ấy, rất là đẹp đúng không cái này là cái uh, cái chỉ cuốn cánh đấy thì tí nữa sẽ mình sẽ uh, nói tại vì sao lại có những cái chỉ này ở cái cánh này thì nhiều người cũng không biết là 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 um, buộc cái chỉ này vào cái cánh để làm gì đâu đấy thì tí nữa mình xin uh, uh, chia sẻ với các bạn cái một chút cái kinh nghiệm mà mình đã hỏi được của chú nhé còn cái về cái nỏ này thì nó là gỗ thân mẹ cu đấy nó rất là là, là đẹp luôn đấy cây này là của một anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh anh đã lấy rồi nhưng mà qua Tết anh mới lấy cơ thì hôm nay cũng đã cận Tết rồi thì mình cũng đã sẽ sẽ tối mình lên mình khắc tên cho anh ấy khắc tên vào đây này đấy, khắc tên rồi ngày tháng sản xuất đấy, cái thân mẹ cu thì các bạn biết rồi nó rất là thớ rất là mịn luôn cái này mà được đánh sáp ong nữa thì mình phải nói là cực kỳ là bóng luôn đấy nhưng cái này là là mấy chú mới đánh giáp mịn và đánh uh, còn là đánh bóng một phần là đấy nhưng mà để mà giáp sát mật ong nữa thì mình phải nói là nó rất là 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 là, là đẹp luôn thường thường thì mình uh, hay ký tên ở cái chỗ cái phần cái phần dưới đây này này dưới cái kẹo cò này này đây mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem thường thường là sẽ khắc tên này khi là chúng ta nhân cò lên chúng ta sẽ thấy tên của Uh, nghệ nhân ở đây hoặc là tên của người làm hoặc là năm sản xuất gì đấy. Nhưng uh, nhưng mình sẽ khắc khắc vào bên này để cho nó nổi nhá, cho nó nổi cái uh, cái, cái 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 tên này tại vì cái cái bảng này rất là đẹp một cái màu gỗ này. Anh em nhìn cái màu gỗ cực kỳ tuyệt vời luôn. Rất là thớ, rất là mịn. Nếu mà đầu tiên mà mình lấy về ấy, lấy về mà mình không xử lý thì cái cái cánh cái thân gỗ này cực kỳ là, là nứt và rất là 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 cong vênh nhá nhưng mà trong một quá trình xử lý trong khoảng thời gian nhất định ấy nó khoảng tầm xử lý nhanh ấy khi mình chặt xong mình phải sơn vào luôn đấy, mình để cho khô và mình sơn vào luôn là và mình cho lên bếp gác khoảng tầm 1 đến hai năm gì đấy thì mình bỏ xuống làm thì nó sẽ nó đã một khi nó đã ổn định rồi thì nó rất là 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 là, là không bị nứt lẻ gì cả cái gỗ này nó rất là hay ở chỗ đấy đấy các bạn nhìn nó nhìn nó đẹp không nhìn nhìn cây nỏ nhìn rất là thích luôn nhé cánh thì đặc thẳng rất là thẳng luôn đúng không ở phần trên này nó sẽ có cái nó sẽ cao hơn một tí này phần 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 mũi tên này nó sẽ cao xong nó sẽ dốc xuống đây một tí dốc xuống đây một tí dốc dốc dốc, dốc xuống một tí Đấy, đến chỗ đoạn đặt tên này nó sẽ nó sẽ vảnh cái đầu lên một tí nếu mà anh em nào để ý kỹ thì anh em sẽ sẽ nhìn thấy đấy anh em nhìn thấy độ lượn không? nó sẽ hết cái đầu lên một tí đấy. nếu anh em quay về bên này thì anh em thấy nhìn thấy dễ hơn này. đấy anh em nhìn thấy không? Đấy. nó như kiểu cái tàu sân bay ấy, tàu tàu sân bay. thì cái này anh em nhìn thấy thích không? cái này cực kỳ là sướng nhé để rất là rất là lâu rồi đấy. mình cũng chưa cho lên các bếp đâu nhưng mà tí nữa mình sẽ đưa lên các bếp và sẽ cái này cây số 2 này mình vẫn đánh dấu cây số 2 và mình sẽ khắc, còn khắc tên nữa tại vì mấy hôm nay bận quá cũng chưa có thời gian nhìn màu gỗ nhìn đẹp lắm cái này mà các bạn mà các bếp ấy, cho nó màu nó xuống một tí nữa xuống màu cánh rán đấy xong các bạn đánh sáp ong tự nhiên ấy, thì mình nói vậy cực kỳ là đẹp luôn không phải mình 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 ấy đâu chỉ cần xuống một cánh rán một tí nữa thôi là làm là đánh sáp ong lên thì mình phải nói là cái gỗ này nhìn nó đẹp còn cái độ chuẩn thì mình không nói rồi tại vì cái cây này là mình cái cây này thì là 20 m trên 40 mươi ngắm ngắm thẳng 40 nhá cánh này cánh C40 tức là cánh 80 cm đấy C40 nó một bên mà nói chung là là rất là là ưng ý cái màu gỗ rồi cái cái chỗ mà hoàn thiện thì phải nói là rất rất là rất là đẹp R rất là đẹp nhá cái này thì đây cánh này cánh nhìn đã gác bếp rồi người ta cạo ra người ta làm và bây giờ mình sẽ quay chủ lại chủ đề lúc nãy là mình đã vì sao các bạn có thể là là, là là không biết là buộc cái dây vào cái cánh để làm cái gì thì mình sẽ nói luôn là cái cánh này để thứ nhất là để cho chúng ta buộc cái cánh này để nó giữ cho cánh nó không bị lứt là một này không bị lứt lẻ là hai này cái lứt lẻ này thì thì nó khó là khó là bị khó tránh khỏi lắm tại vì nó nó là cây luồng cái tre cái luồng tự nhiên thì thì cây nào cũng sau này một thời gian là nó cũng bị lứt ra nhưng mà mình buộc vào như này để cho nó chắc ấy để nó chắc hơn và nó không bị toác đấy đấy là cái kinh nghiệm của người nghệ nhân người ta chia sẻ vậy và cái một cái nữa là buộc vào cái này có tác dụng nữa là là tránh bị cái dây này này cái dây này này đập vào đây đập vào cái chỗ, chỗ cái cái phần này. Đây, này đây người ta buộc cái 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 chỗ này vào đây để người ta tránh cái dây đập vào đây thì nó, nó tuét cái cánh nhìn nó không được đẹp đấy cái này cũng vậy này cái chỗ này buộc vào đây này, cái chỗ này từng cái chỗ này buộc đều có cái chức năng riêng nhé ví dụ như chỗ này, này là để chống uh, uh, chống bị uh, chống bị cái, cái, cái va đập này, cái dây này đập vào để, để tuét cánh nhá này. cái chỗ này là để uh, buộc vào đây là để chống bị cái 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 thân luồng này nó bị chẻ đôi ra. trong quá trình uh, bắn chúng ta còn là lên dây ấy, nó bị vỡ chỗ này, vỡ chỗ này chẳng hạn, đây này, nó chẻ đôi cái cái cánh ra nó làm nó bị hỏng cánh và cái những cái chỗ như này buộc vào như này là để làm sao là để tránh bị lổ cánh đấy, tránh bị nổ cánh tại vì cái cái này người cái thợ người ta đã tính toán rồi khi mà cái cánh mà nó nó già quá này, cánh nó già quá ấy. nhiều người nó thích cái già nhưng mà thực ra người người ta không biết chính cánh già là rất hay bị lổ cánh mà mình làm cái mình làm cái lực của nó mạnh hơn cái 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 lực của cái cánh đấy nó chắc chắn là nó sẽ lổ đấy là một trăm nên người ta thường tính là thứ nhất là xem người ta xem xem cái cánh này nó có già không. Đấy, nếu mà người ta làm già thì người ta sẽ làm giảm đi cái lực này. Còn nếu mà mà trung bình ý, thì người ta sẽ làm căng lên một tí. Đấy là đấy là cái 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 kinh nghiệm của người thợ đấy mình hỏi được. Thì đa số là là đa số là mọi người làm nhỏ người không để ý, người ta không sử dụng cánh già già lắm đâu. Già quá nó không tốt mà sử dụng cánh nó vừa phải thôi thì nó sẽ nó sẽ tốt hơn. Đấy là đấy là mình chia sẻ như thế. Như cái cánh này là vừa tầm này. Nhìn màu cánh này nhìn đẹp không? Màu gác bếp cánh dán xuống màu rồi. Đấy, nhìn nhìn cánh phê lắm. Nhìn nó nó sướng lắm. Nhìn màu cánh thích. Đúng không? Nhìn nó rất là rất là thích đúng không? Cái cánh này là, là không là không để đen mà cạo ra đấy các bạn nhìn xem này các bạn nhìn nó 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 hơi hếch lên phía phần mũi này không Đấy là cái kinh nghiệm làm nha nhiều người cứ làm thẳng cái cái cánh cái cái cái, cái mặt trên này này mặt trên này thì nó sẽ nó nó, nó ấy nhá cái này thuộc dạng kỹ thuật rồi thì mình cũng không dạ không nói được đây thì nó nó sẽ nó sẽ hơi hếch lên một tí nó như cái tàu sân bay ấy, nó sẽ từ trên này nó sẽ dốc 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 xuống đây một tí đấy sau này nó uốn lượn lên. OK, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Vừa rồi thì mình chia sẻ một chút cái kinh nghiệm về cái kỹ thuật làm nỏ cũng như cái kỹ thuật buộc dây và cái tác dụng của cái buộc dây buộc vào cánh đấy. Nhiều người chúng ta không biết, chúng ta nghĩ là buộc dây vào cánh để 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 cho nó 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 đẹp hơn thôi. Nhưng mà thực ra nó có tác dụng riêng của từng từng cái một. Như thế này gọi là cái dây này gọi là buộc buộc ít thôi. Nhiều người người ta thích đẹp ấy, người ta sẽ buộc này màu đen này, màu vàng này, màu xanh này hoặc là màu người ta trang trí vào cánh, ấy, đấy cũng là một cái 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 um... cũng là một một cái trang trí cho cái cây nỏ của mình đẹp hơn như cái cây này cây dùng để mà để thi đấu ấy hoặc là dùng để trưng bày ấy, thì người ta sẽ người ta không thích nổi bật, người ta chỉ khắc tên thôi thì nó sẽ có cái đặc điểm nó hơi khác một chút đấy cái này là những cái cây này là tập trung vào những cái hàng độ hàng mạnh này bền này và độ chính xác cao ok thì mình vừa rồi mình đã giới thiệu qua về cái cái cái, cái nỏ này rồi thì uh, nếu mà anh em đi uh, các bạn mà cảm thấy mà yêu thích cái kênh thì hãy ủng hộ và chia sẻ thì mình tiếp tục làm những cái video về cái uh, nỏ này để cho anh em mọi người xem để anh em mọi người um, học hỏi thêm được chút kinh nghiệm để mà chúng ta ở nhà chúng ta tự làm được hoặc là chúng ta đi thi đấu thể dục thể thao đạt kết quả tốt nhé còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video đây hẹn các bạn ở những cái video sau